bọn mình ra đây. Giờ là vừa 6, rồi cảm giác lần đầu tiên đến với sông Mã, thì con phỏng vấn mình với sông Mã như thế nào? Thì lần đầu tiên mình đến với sông Mã thì mình cảm thấy vui, và trong những lúc cho mình thêm nhiều người bạn mới. Mình thấy thật là may mắn khi mình có biết đến sông Mã và để mình sống cùng sông Mã. Thế mình thấy Trang trong cùng một nhóm, vượt qua số thử thách của sông Mã, thấy Trang cảm thấy mọi người như thế nào? Thì mình rất thấy mọi người và đã thêm cả kiện nữa thì nhóm mình ai cũng thấy kiện. Thế cái kiện thì kiện là một người có bụng uy tín và nói chung là mình thích kiện. À, chào mình một tí nhé. Thật sự trong nhóm mình ấn tượng với Trang. Trang của Trang rất là hiền, rất là ngoan, rất là xinh. Mình cảm giác khi đến Trang thì mình được biên. Sao hôm nay mình thấy kiện rất là đâu có gì đâu, mình vẫn như mọi người. Em không xin biết ở đường Trang à? Ừ. Đường Trang thì mình đầu tiên á. Ừ thì cũng giống như những người trong đội thì mình cũng rất kính kiện. Nhưng mà mình thấy vòng 2 của sông Mã khó quá. Mình bây giờ mình vẫn muốn sông tham gia sông Mã thì làm sao đây? Kiện mình thì biết là kiện không biết rất nhiều về sông Mã và biết nhiều về đội thì kiện cách gì Trang được không? Mình thấy qua vòng 2 sông Mã đơn giản thôi mà chỉ cần Trang nhiệt tình, năng nổ và có nhiệt huyết với sông Mã thì chắc hẳn mình sông Mã sẽ không bỏ qua Trang đâu. Thì sông Mã rất là cần những người nhiệt tình, năng động và cần những người hoạt động vì đội. Hãy coi sông Mã như một ngôi nhà thứ hai của Trang thì chắc hẳn sẽ là Trang thôi mà. Sao Kiên lại biết nhiều về sông Mã thế? Thì mình là vỡ năm. Alo, Dương à, đến đây, đến đây ngay lên. Yêu, không yêu, không yêu thì thôi, lại yêu. Alo? Hả? Gì? Chúng ta phải thật. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh gọi là thương em hãy. Được rồi, để anh mang đồ. Ok. Ok.